với học sinh 13 tuổi tương đương với trình độ phổ thông là học sinh lớp 8 thì con có thể có những lựa chọn rất là cụ thể về môn học tự chọn. Trong chương trình của ACLUS hệ cấp 2 thì có tổ chức các môn học tự chọn dựa theo sở thích của học sinh, bao gồm thứ nhất là các môn về công nghệ, kỹ thuật, thứ hai là hệ thống các môn về nghệ thuật, thứ ba là hệ thống các môn ngoại ngữ. Riêng đối với các chương trình mà từ lớp 9 trở lên thì hệ thống các môn học tự chọn đa dạng hơn, số lượng các môn cũng nhiều hơn rất. Và với cái phần này thì ngoài các cái môn học về nghệ thuật, môn học về sức khỏe, môn học về công nghệ thì hệ thống còn có những môn học về hướng nghiệp. Và đặc biệt trong các môn học hướng nghiệp này thì có phân chia rất là rõ các ngành nghề cụ thể và những môn học mà học sinh có thể học. Trong đó mỗi ngành nghề thì thường là hệ thống sẽ tổ chức từ 3 cho đến 4 các cái môn học khác nhau cho học sinh có thể lựa chọn và thử sức. Và toàn bộ những nội dung của những môn học tự chọn này thì phụ huynh và học sinh có thể lên trang web của icsvietnam.com để có thể tham khảo được nội dung chi tiết và lựa chọn môn học cho phù hợp với con.